Mến chào quý khán thính giả đã đến với An ninh 24 giờ, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin mới nhất về tình hình thời sự trong nước 24 giờ qua, mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tiết lộ chiêu thức của Đinh Ngọc Hệ trong vụ sai phạm tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương khiến nhà nước thất thoát 725 tỷ đồng. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tạm thu giữ tàu chở hơn 210.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc tại Côn Đảo. 19 cầu treo dân sinh bị lũ tàn phá tại Kon Tum. Rác thải ngổn ngang chất đống tại nhiều tuyến đường ở thành phố Hòa Bình. Nhân viên hãng hàng không Vietnam Airlines đồng loạt treo hashtag xin lỗi cộng đồng vì sai phạm phòng chống dịch bệnh. Và sau đây là nội dung chi tiết. Tiết lộ chiêu thức của Đinh Ngọc Hệ trong vụ sai phạm tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương khiến nhà nước thất thoát 725 tỷ đồng. Theo tài liệu, năm 2005, ông Đinh Ngọc Hệ thành lập công ty Yên Khánh và nhờ cháu ruột là Vũ Thị Hoan đứng tên làm giám đốc, người đại diện pháp luật, ông Tô Phước Hùng làm kế toán trưởng. Năm 2010, ông Hệ thành lập tiếp công ty Khánh An và nhờ Lê Thị Thảo, kế toán công ty xăng dầu Thái Sơn đứng tên làm giám đốc, người đại diện pháp luật. Ngoài ra, Đinh Ngọc Hệ còn thành lập một loạt các công ty khác như công ty cổ phần tập đoàn Đức Bình, công ty cổ phần Cái Mép, công ty cổ phần An Hiền. Các công ty này đều do ông Hệ chỉ đạo hoạt động và giao cho Phạm Văn Diệt làm tổng giám đốc điều hành. Tại buổi đấu giá, Phạm Văn Diệt là người đại diện công ty Yên Khánh thực hiện việc bỏ phiếu trả giá bằng giá khởi điểm và nộp văn bản chấp thuận mua quyền thu phí với giá 2.004 tỷ 153 triệu đồng đã được chuẩn bị trước. Kết quả là công ty Yên Khánh trúng đấu giá bằng đúng giá khởi điểm. Sau khi trúng đấu giá ngày 9 tháng 12 năm 2013, ông Hệ chỉ đạo Phạm Văn Diệt và Vũ Thị Hoan tổ chức họp hội đồng thành viên công ty Yên Khánh, ký đơn đề nghị bảo lãnh và liên hệ ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đô để xin phát hành chứng thư bảo lãnh số tiền hơn 100 tỷ đồng cho công ty Yên Khánh dùng đảm bảo cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng mua quyền thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, thời hạn bảo lãnh từ ngày 20 tháng 12 năm 2013 đến tối đa là 31 tháng 1 năm 2019. Ngày 30 tháng 12 năm 2013, ông Dương Tuấn Minh, Tổng Giám đốc, đại diện công ty Cửu Long, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải được giao tiếp nhận bàn giao đề án chuyển giao quyền thu phí, ký hợp đồng mua bán quyền thu phí với công ty Yên Khánh. Tại buổi ký hợp đồng, cả Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt và Tô Phước Hùng cùng có mặt. Sau khi hợp đồng được ký, do không có khả năng tài chính để thanh toán tiền theo hợp đồng, Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo dùng chính bản hợp đồng trên và thửa đất có diện tích 3.531 m² được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận cho công ty Yên Khánh để thế chấp tại BIDV chi nhánh Thành Đô vay hơn 1.703 tỷ đồng. Đồng thời, trong thời gian từ ngày 27 tháng 1 năm 2014 đến ngày 7 tháng 3 năm 2017, công ty Yên Khánh đã đề nghị BIDV chi nhánh Thành Đô vay 9 lần bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tổng công ty Cửu Long để thanh toán tiền trúng đấu giá với tổng số tiền là hơn 1.703 tỷ đồng. Số tiền còn thiếu, ông Hệ chỉ đạo ông Diệt, ông Hùng lấy từ nguồn thu phí đường cao tốc để trả. Như vậy, phần lớn số tiền mà công ty Yên Khánh sử dụng để thanh toán hợp đồng mua quyền thu phí là tiền vay tại BIDV chi nhánh Thành Đô. Ngoài ra, công ty Yên Khánh sử dụng một phần tiền từ thu phí tuyến đường cao tốc này. Điều này cho thấy công ty Yên Khánh của ông Hệ không đủ năng lực tài chính để thanh toán. Do không đủ năng lực tài chính để trả tiền theo hợp đồng, nên Đinh Ngọc Hệ đã kéo dài thời gian thanh toán tiền mua quyền thu phí. Bằng chứng là từ năm 2014 đến 2017, ông Hệ đã chỉ đạo Phạm Văn Diệt ký nháy để Vũ Thị Hoan ký 7 văn bản gửi công ty Cửu Long về việc chậm thanh toán tiền theo hợp đồng mua bán quyền thu phí đã ký năm 2013. Trong quá trình thực hiện thu phí, ông Hệ đã chỉ đạo cấp dưới mua phần mềm máy tính can thiệp vào phần mềm quản lý thu phí của Bộ Giao thông Vận tải đã được cài đặt để xâm nhập điều chỉnh chương trình soát vé. Kể từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 12 năm 2018, Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm đã thu được hơn 3.266 tỷ đồng. Doanh thu sau khi can thiệp chỉ còn hơn 2.541 tỷ đồng. Như vậy, Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 725 tỷ đồng. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tạm thu giữ tàu chở hơn 210.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc tại Côn Đảo. Tại khu vực biển cách Tây Nam Côn Đảo khoảng 50 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu vỏ sắt số hiệu BT99998TS có dấu hiệu vi phạm nên đã yêu cầu phương tiện dừng để tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên. Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, tàu đang chở khoảng 210.000 lít dầu DO nhưng không có các loại giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hồ sơ giấy tờ của phương tiện, các thuyền viên không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên nghiệp, chuyên môn về hành nghề trên biển. Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện hàng hóa, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. 19 cầu treo dân sinh bị lũ tàn phá tại Kon Tum. Theo Sở Giao thông Vận tải Kon Tum, gần một tháng kể từ khi cơn bão càn quét gây nhiều thiệt hại cho tỉnh Kon Tum, người dân vẫn đang đối mặt với khó khăn bộn bề.
Tại các địa bàn vùng sâu, ít nhất 19 cầu treo dân sinh bị cuốn trôi, khiến cuộc sống của người dân đã thêm cực khổ. Như cầu treo dân sinh nối hai xã Đắk Nông và Đắk Ang, bắc qua sông Poco bị cuốn trôi hoàn toàn. Cà phê đã chín đỏ cây, mủ cao su nhiều ngày không cạo. Người dân nơi đây như ngồi trên lửa và phải liều mình qua sông Poco thu hoạch nông sản. Nhiều người đã phải đu dây dọc sông Poco, địa phận hai xã Đắk Nông và Đắk Ang. Để làm được điều này, họ phải mua cáp treo dài từ 50 đến 400 mét tùy theo lòng sông, cố định hai đầu vào những cây lớn ở hai bờ sông, sau đó tính toán độ dốc nhất định, rồi quấn quanh người vài vòng dây dù. Cuối cùng, người ta gắn dòng dọc, có móc sắt vào người để đánh đu qua dòng sông Poco nước chảy cuồn cuộn. Ông Phan Thanh Tùng, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi cho biết, riêng địa bàn huyện Ngọc Hồi mưa bão đã làm 6 cây cầu treo dân sinh bị cuốn trôi hư hỏng nặng. Ba cầu treo ở sông Poco nối hai xã Đắk Nông và Đắk Ang bị cuốn trôi hoàn toàn. Ông Tùng cho biết, người dân trên địa bàn đang trong mùa thu hoạch nông sản, nếu chờ làm xong cầu treo sẽ không kịp, hoa màu hỏng hết. Ông Tùng chia sẻ, huyện đã chỉ đạo về chính quyền địa phương phải nhắc nhở theo dõi việc qua sông bằng cáp treo của người dân, không thể cấm người dân qua sông vì đây là nhu cầu thiết thực. Cũng theo ông Tùng, Ủy ban nhân dân huyện này đã khảo sát chọn vị trí, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch bố trí nguồn vốn xây dựng lại hai cây cầu tại xã Đắk Nông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Kon Tum, tất cả 19 bị cuốn trôi hư hỏng đều là cầu treo dân sinh được làm từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện, xã hội hóa. Sắp tới, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Kon Tum sẽ họp để có phương án khắc phục, sửa chữa cầu treo dân sinh. Thống kê ban đầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, mưa bão đã gây thiệt hại trên địa bàn khoảng 386 tỷ đồng, nhiều nhà dân bị hư hỏng, ngập nước, tốc mái và các công trình hạ tầng giao thông bị hư hỏng, hơn 6.000 ha đất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Rác thải ngổn ngang chất đống tại nhiều tuyến đường ở thành phố Hòa Bình. Vừa qua tại tuyến đường Trương Hán Siêu, Trần Hưng Đạo, Hữu Nghị, Thịnh Lang, theo ghi nhận của phóng viên, lượng lớn rác thải được tập kết ven đường, nhiều điểm không được phủ bạt, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông cũng như các hộ dân sinh sống gần điểm tập kết rác. Các điểm tập kết ngày càng phình to tại nhiều góc phố, lề đường, gây mất mỹ quan đô thị cũng như bốc mùi khó chịu, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ghi nhận tại điểm tập kết bãi rác trên đường Trương Hán Siêu, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, bờ trái sông Đà, tại đây, một làn đường rộng khoảng hơn 10 mét, dài khoảng 200 mét đã được tận dụng để tập kết một lượng lớn rác thải cao hơn 1 mét. Tuyến đường này dù khá vắng vẻ, tuy đã được thảm lót, xử lý, che bạt, song vẫn bốc mùi hôi thối khiến người dân cũng như các phương tiện đi qua ngao ngán. Theo một số người dân cho biết, rác được tập kết tại khu vực đường Trương Hán Siêu khoảng hơn 2 tháng nay, còn những khu vực khác thì rác cứ được để ở đây khoảng vài ngày, lâu hơn thì cả tuần, làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông cũng như gây ra mùi hôi thối khó chịu. Ông Nguyễn Văn Ất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết, bãi rác tại đường Trương Hán Siêu bờ trái sông Đà được tập kết khoảng 2 đến 3 tháng nay. Qua các cuộc họp, người dân cũng như Ủy ban nhân dân phường đã kiến nghị lên Ủy ban nhân dân thành phố để sớm xử lý và giải quyết. Ông Ất chia sẻ, hiện tại Ủy ban nhân dân thành phố vẫn đang giải quyết bởi bãi đổ rác tại xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình không hiểu lý do gì mà người dân tại xã này chặn không cho vào đổ rác nữa, cho nên thành phố đã tạm thời tập kết tại điểm trên và một số điểm khác nữa. Qua tìm hiểu được biết, rác của thành phố được vận chuyển xuống khu vực xử lý rác thải của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hoàng Long, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn. Từ khi chi nhánh Hoàng Long đóng cửa, rác thải được xử lý tại nhà máy xử lý rác tại xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình do công ty cổ phần năng lượng môi trường Bắc Việt, công ty Bắc Việt quản lý vận hành. Tuy nhiên, quá trình hoạt động để xảy ra những tồn tại ảnh hưởng đến môi trường, người dân trong khu vực yêu cầu công ty xử lý tốt về môi trường mới cho đi vào hoạt động. Nhân viên hãng hàng không Vietnam Airlines đồng loạt treo hashtag xin lỗi cộng đồng vì sai phạm phòng chống dịch bệnh. Thông tin nam tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines, bệnh nhân COVID-19 số 1342 không tuân thủ quy định cách ly, làm xuất hiện trở lại các ca bệnh trong cộng đồng khiến nhiều người bức xúc. Bệnh nhân 1342 bị chỉ trích là đã làm hỏng thành quả khống chế dịch bệnh của cả nước mấy tháng qua vì sự chủ quan vô trách nhiệm của mình, làm tăng nguy cơ dịch bùng phát trở lại vào dịp năm hết Tết đến. Vừa qua, Vietnam Airlines đã có thông cáo xin lỗi. Vietnam Airlines chân thành xin lỗi vì sự việc không mong muốn khi có ca lây nhiễm COVID-19 từ tiếp viên của hãng do không tuân thủ quy định cách ly. Cũng vào chiều và tối cùng ngày, rất nhiều tiếp viên hàng không và nhân viên làm việc tại Vietnam Airlines đồng loạt treo hashtag We apologize, chúng tôi xin lỗi trên Facebook. Thay mặt đồng nghiệp gửi lời xin lỗi tới cộng đồng, những người này cho biết cá nhân họ cũng như hãng hàng không quốc gia Việt Nam rất tiếc về sự cố của bệnh nhân 1342 và hậu quả nặng nề mà sự vi phạm quy định cách ly gây ra cho xã hội. Nhiều tiếp viên hàng không cũng chia sẻ, sự việc của bệnh nhân 1342 khiến họ chịu sự công kích không nhỏ trên mạng xã hội và ngoài đời sống. Một nữ tiếp viên đăng tải hình ảnh, chiếc áo dài đồng phục bị thủng và cho biết, chị bị quát mắng, châm thuốc lá vào áo khi đi ngoài đường. Một tiếp viên khác thì kể về việc bị ném trứng sống vào người khi đang di chuyển.
Trong phần chia sẻ của mình, nhiều nhân viên Vietnam Airlines đã bày tỏ sự hoang mang lo lắng trước những hành động quá khích này khi bản thân họ không làm gì sai, đồng thời mong muốn được đối xử một cách văn minh. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của An ninh 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của An ninh 24 giờ.